Thưa quý vị, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 cho biết vừa qua, tại khu vực cách Nam Tây Nam đảo Thổ Chu, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang khoảng 38 hải lý, cán bộ lực lượng cảnh sát biển đã phát hiện và bắt quả tang một tàu đang vận chuyển khoảng 60.000 lít dầu DO. Số dầu trên không có hóa đơn chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa. Tàu này có 3 thuyền viên do ông TQV, ngụ phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang làm thuyền trưởng. Toàn bộ hàng hóa vi phạm đã bị niêm phong. Lực lượng cảnh sát biển sau đó đã dẫn giải tàu cá cùng tang vật về cảng hải đội 422 tại thành phố Phú Quốc để tiếp tục xử lý.